Mâm chay khai vị 4 món. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Hôm nay Nhi chia sẻ cả nhà gợi ý chủ đề là món chay dành cho khai vị nha. Món đầu tiên là ram bắp. Nhi có chuẩn bị là một trái bắp Mỹ và một trái bắp nếp. Bắp thì Nhi sẽ gọt mỏng nè, hoặc cả nhà dùng dao bào á, mình bào mỏng luôn nha. Sau đó cả nhà dùng cây chày á, giã nhuyễn cái phần bắp này để bắp được ngon hơn nha. Thường thì món này á, sẽ có thêm hành lá nè hoặc hẹ. Nhưng mà Nhi ở đây có vài nhánh ngò rí, Nhi cũng sẽ cắt nhuyễn ngò rí luôn. Và nêm gia vị, Nhi sẽ cho là một thìa cà phê hạt nêm chay. Tiếp theo là rắc thêm một ít tiêu xay nữa và mình trộn đều cái phần nhân này lên nha. Và Nhi có sử dụng là lá bánh ram Hà Tĩnh để cuốn cái phần ram bắp này, hoặc cả nhà có thể sử dụng bánh tráng cuốn cũng được nha. Cho một lượng nhân vừa phải rồi mình cuốn lại như cuốn chả giò á. Với cuốn ram bắp á, thì cuốn sẽ dài dài như thế này nè cả nhà. Và bây giờ Nhi sẽ làm nóng dầu nè, cho cái phần ram bắp này vào để mình chiên giòn luôn. Và chiên xong Nhi để ram bắp qua một bên. Món thứ hai là nấm đùi gà xiên. Nhi có 3 cây nấm nè và cắt những lát mỏng như thế này. Cắt xong á, Nhi chia sẻ pha sốt nấm luôn rồi mình làm tiếp nha. Công thức chi tiết Nhi cũng có ghi ở trên màn hình. Gồm có là 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh tương ớt, nửa thìa cà phê đường, 1 ít ớt bột nè, 1 ít ngũ vị hương và 1 ít dầu mè thơm, 1 ít tiêu xay nữa và Nhi có thêm 1 ít nước. Sau đó mình khuấy đều chén sốt này lên và để qua một bên luôn. Tiếp theo thì Nhi sẽ nấu một nồi nước sôi. Mình cho hết những cái nấm đùi gà mà cắt lát mỏng vào á để mình luộc chín. Sau đó Nhi có vớt nấm ra một tô đá lạnh để giữ độ dai giòn của nấm. Và mình chuẩn bị que xiên luôn nha. Nhi vớt nấm ra khỏi nước nè để ráo, khô đó. Rồi mình sẽ gấp đôi cái phần nấm này lại. Và mình xiên từ đầu cho đến cuối cây nấm luôn. Với món này cả nhà lưu ý là mình cắt những cái tay nấm mỏng á, thì mình rất là dễ xiên luôn. Còn nếu mà cắt lớn quá xiên rất là khó nè. Hoặc là cả nhà có thể dùng dao bào để mình bào mỏng nấm ha. Và đây là những cây nấm Nhi đã xiên xong rồi nè. Tiếp theo Nhi cho một ít dầu ăn vào chảo. Và Nhi sẽ cho hết cái phần nấm xiên này vào. Lúc này á, cả nhà chỉ cần mình áp chảo cho cái phần nấm của mình được vàng nè, thơm. Rồi cái chén sốt đó mình đổ từ từ vào. Cả nhà trở đều hết các mặt của xiên nấm nha. Sau khi thấy nấm thấm đều gia vị, mình tắt bếp nè và lấy nấm ra. Những cây nấm á, cháy vàng xém như thế này á, giống những cái món nướng ha cả nhà. Trông rất là hấp dẫn luôn. Do các món khai vị á, đa số là các món chiên, món nướng nhiều dầu mỡ nên Nhi sẽ kết hợp một món ăn kèm cho đỡ ngán. Và món 3, kim chi cải chua, phiên bản trộn để ăn liền luôn. Cải chua Nhi sẽ cắt khúc và Nhi cũng chuẩn bị sẵn những nguyên liệu trộn kèm. Đầu tiên á là dưa leo, Nhi bỏ ruột, bỏ hạt ở trong. Mình lấy phần ngoài và dùng cái dao răng cưa á, cả nhà, cắt tạo hình da đẹp. Và tiếp theo là cà rốt nè. Cái này là ớt sừng, Nhi cũng bỏ hạt cắt sợi luôn. Còn đây là gừng, Nhi đã cắt lát mỏng. Nhi sẽ giã chung với lại ớt sừng nè. Tiếp theo Nhi có thêm á là 1,5 thìa canh đường. Và Nhi giã nhuyễn cái hỗn hợp này. Và đây sẽ là cái hỗn hợp sốt gừng để mình trộn với kim chi á cả nhà. Sau khi giã nhuyễn xong, Nhi sẽ cho thêm là 2 thìa canh nước mắm chay. Nếu mà cả nhà không có nước mắm chay thì mình có thể thay một xíu muối nha. Và mình trộn đều hỗn hợp này lên. Tiếp theo Nhi chuẩn bị một cái tô lớn. Mình cho cải chua vào nè, dưa leo, cà rốt nè, ớt sừng. Và mình đổ cái hỗn hợp sốt gừng mình vừa làm vào. Nhi có thêm vài trái ớt xanh nữa. Và mình đeo bao tay để trộn được đều hơn nha. Cái này chỉ cần đợi khoảng 30 phút á, làm dưa leo với cà chua dịu lại, mềm lại à, nhưng vẫn còn giữ được độ giòn, gia vị cũng thấm đều luôn, ăn rất là ngon. Trong lúc đợi kim chi cải chua này thấm gia vị, Nhi bắt đầu sơ chế món khai vị thứ tư. Đó chính là khoai môn, khoai tây chiên à, khoai môn thì Nhi cắt thành những cái thanh lớn lớn như thế này nè cả nhà. Còn khoai tây thì Nhi có sử dụng khoai tây đông lạnh, ở nhà Nhi có sẵn. Bây giờ mình chỉ cần nấu dầu cho sôi nè và chiên ngập dầu cái phần khoai môn với khoai tây này thôi. Sau khi chiên xong á, Nhi cũng sẽ để bạn khoai tây với khoai môn này qua một bên và hướng dẫn cả nhà pha sốt mắm bơ đường để mình ngào cái khoai tây khoai môn này nha.
Bây giờ cả nhà khoan mở lửa nha, mình cho gia vị vào trước, gồm cả 2 thìa canh đường nè, 2 thìa canh nước mắm chay, 2 thìa canh nước và 2 thìa canh bơ thực vật. Sau đó cả nhà mở lửa lên. Mình nấu cho cái phần sốt này nè sôi và nóng lên. Cả nhà lưu ý là khuấy đều tay liên tục nha, khuấy liên tục như thế này. Khi thấy bọt màu vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp, cho hết khoai vào và đảo đều thấm gia vị. Chuẩn bị xong những món khai vị rồi, bây giờ cả nhà cùng trình bày với Nhi nha. Nhi gắp kim chi ra một cái dĩa trước. Tùy vào số lượng cả nhà nấu mà mình trình bày ha, như hôm nay thì khẩu phần tầm 6 người ăn. Nhi có chuẩn bị một cái mâm rất là lớn, viền xà lách bên ngoài nè, thêm rau sống, Nhi cho ram bắp lên trước. Kết hợp cùng một chén nước mắm chay. Công thức nước mắm thì Nhi có chia sẻ trong cái video bánh hỏi với lại xiên sườn non chay á cả nhà. Và hôm nay Nhi cũng sử dụng bánh hỏi luôn, tại vì mình có cái phần nấm đùi gà xiên á. Nhi sẽ quấn bánh hỏi nè và đặt xiên nấm lên. Cả nhà cũng có thể là mình rút cái phần nấm này khỏi cây que xiên cũng được. Và có thể rắc thêm một ít đậu phộng rang tùy thích nha. Còn chén nhỏ này là tương ớt xí muối á cả nhà, để mình chấm kèm với món chiên. Và mình trình bày khoai môn với khoai tây luôn. Cuối cùng thì một góc Nhi có chuẩn bị là chả lụa chay, để mình đủ khai vị 4 món. Và mâm khai vị của Nhi ấy, trống vài chỗ Nhi có điểm thêm vài nhánh ngò tây để trông xum xuê và đẹp mắt hơn. Và đây là mâm khai vị của Nhi đã hoàn thành, cả nhà cũng có thể sáng tạo theo sở thích nha. Đầu tiên thì mình điểm lại là ram bắp nè, nấm đùi gà nướng xiên ăn với lại bánh hỏi. Tiếp theo là khoai môn, khoai tây rim với bơ mắm đường, kim chi cải chua nè và chả lụa. Ngoài ra Nhi gợi ý thêm cả nhà những món có thể bày chung mâm khai vị, ví dụ như là nem chay nè, các loại chả chay, hay là xôi chay, xôi hạt sen nè, xôi các loại đậu, bánh phồng chay, bánh đa chay, hoặc là bánh bao chiên, hoặc là bánh bao ngọt mini. Đó là những món mình kết hợp với mâm khai vị cũng rất là ngon và đẹp mắt. Và Nhi hy vọng cả nhà cũng sẽ thích mâm chay ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà thiệt nhiều đã xem hết chiếc video dài ơi là dài này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.